Hello mấy anh chị. Đây, giờ cơm của Sắm. Ngon không, ăn đi, sáng ăn đi. Ăn đi, sáng ăn đi. Trắng ơi. Sáng mà. Ăn cơm vô lựa thịt ăn không vậy hả? Sám hư vậy, coi mẹ coi coi coi, ăn cơm vô, ăn thịt không à, ăn cơm vô mới thương nha, ăn thịt không là mẹ không thương á. Ăn cơm vô. Trắng, đi vô nhà chưa? À, bé này là dữ dằn lắm nha mấy anh chị, cắn chủ á, tới giờ luôn qua hồng đen vẫn chưa có lại gần để tháo xích được á. Lại gần là vừa đụng vô cọng dây xích là nó muốn cắn à, cho nên là qua hồng đen chưa mở xích được á mọi người. Sám ơi, đưa tay đây mẹ ơi. Sám ơi, Sám đưa tay đây. Ở đây. Mẹ đâu? Đưa tay đây. Không, ăn xong cái không quen luôn bà cha nữa. Đây, đưa tay đây. Đưa tay đây. Trời ơi. vậy đó, phải thương không? Đưa tay đây mẹ nắm. À, giống như trong lò mổ mẹ nắm con gà vậy nha. Mãi bên nhau bạn nhé. Mẹ thương Sám ha. Sám ngoan ha, Sám hết bệnh đi. À, mẹ sẽ dẫn Sám đi cắt tóc rồi ha. Cắt tóc đồ tút đồ lên. À, mình bận đầm vô cho con trai nó theo ha con ha. Con gái gụ mà. À, thương. Trắng ơi, trắng. Đây là những bé là khó gần. Đưa tay đây. Gì kỳ vậy? Mỗi lần đưa tay cái nhăn răng à trời.
đây đây con, đưa tay đây, đưa tay đây, đưa tay đây, Sám ơi, đưa tay đây, đưa tay đây mẹ, đưa tay đây, đưa tay đây, đưa tay không? Đây những bạn nhỏ nè. Đó, ô Sám ơi, Sám ơi. Sám mẹ đâu Sám? Đây. Đưa tay đây. Đưa tay đây. Đưa tay đây. Sám chịu mẹ nè thấy không? Trời, giỏi quá, ngoan quá. Ngoan quá. Ờ, vài bữa mẹ cho đi chơi ha, cho Sám đi chơi nha. Sám đi chơi nha. Ê, ê. Ê. Ai á? Ai á? Ai á? Ai vậy bà con? Ai vậy bà con? Lừa tình lắm, cái mặt là lừa tình lắm nè. Ba lòi cứ bắt tay bắt ba hồi hông hông á. Người ơi kiếp tầm giá tơ cho đời, nắng mang nỗi niềm riêng, lỡ làng giấc mơ kiếm tiền. Từng đêm mình tôi lẻ bước khóc cùng ánh trăng. Nè, ăn đi con. Rồi, giờ em vô trong kia em cho mấy bé trong kia ăn đây. Mấy bé này là chăm sóc riêng cho mọi người. Tại vì mấy bé này là có, mỗi một bé có cái hoàn cảnh đặc biệt khác nhau á, cho nên là mấy bé được ở riêng ở ngoài đây. Khi nào mà thích hợp thì sẽ cho hòa nhập với cộng đồng. Rồi, Quang đây xin cảm ơn các anh chị nha. Quang đang phải vô chăm sóc mấy bé trong kia. Rồi, Quang đang xin chào ạ.